Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng C. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 quý vị bạn nhé. Ở chiếc xe Mazda 3 thì nó có cả phiên bản sedan và phiên bản hatchback. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một phiên bản hatchback màu đỏ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, và chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 5 vạn km quý bạn nhé, cụ thể là 5 vạn 2 km rồi. Và với hơn 5 vạn km thì chiếc xe này là còn nguyên bản từ dàn lốp quý bạn nhé, cả dàn lốp này là còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Và chiếc xe rất mới, rất là đẹp. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 490 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 hatchback 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn đang bán trả góp quý vị các bạn nha. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 hatchback 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mazda 3 2016 phiên bản hatchback tên tư nhân biển Hà Nội này đấy. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 490 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, cho nên là quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục thì rất là nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 hatchback 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.